Hòa thượng Thích Thiện Hoa chọn đường tu. Lời tựa: từ lâu, không biết bao nhiêu người ở ngoài đời cũng như trong đạo rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành, như một kẻ bộ hành ngơ ngác, lạc lõng giữa ngã ba đường. Họ băn khoăn, tự hỏi, tu hành sao đây? Tu phương pháp gì? Và phải hạ thủ công phu làm sao mới đúng? Họ có cảm tưởng như đi lạc vào rừng rậm, tìm không được lối ra. Mặc dù trong số ấy có nhiều người đã quy y lâu ngày hay đã ở chùa nhiều năm. Ngược lại, có người lại đơn giản hóa sự tu hành qua loa một vài việc cho có lệ, và cho như thế là tu rồi. Có người chấp chặt ở một phương pháp tu hành này, rồi bài xích tất cả những phương pháp khác mà họ cho là quấy. Thậm chí, có người hiểu nghĩa chữ tu một cách mơ hồ hay sai lạc, rồi dựa vào đó mà thực hành một cách mù quáng, sai đường, và đôi khi còn trở lại công kích những kẻ đi đúng đường là khác. Đứng trước tình trạng buồn thảm ấy, ai lại chẳng đau lòng. Vì thế, chúng tôi bạo dạn soạn loạt bài này để cống hiến cho quý vị nào còn bỡ ngỡ trên bước đường tu hành. Một bản đồ chỉ đường tu về cõi Phật. Trong loạt bài này sẽ tuần tự đề cập đến những quan điểm quan trọng sau đây. 1. Làm rõ những điểm chật hẹp, sai lầm, những sự bài xích lẫn nhau của các phái về chữ tu. 2. Giải thích và phân tích rành rẽ về nghĩa chữ tu. 3. Nhấn mạnh vào sự cần yếu của sự tu hành đối với hết thảy mọi người, mọi giai tầng trong xã hội, và chỉ rõ về cách tu của quảng đại quần chúng. 4. Trình bày về lối tu thông thường nhưng cần yếu của giới Phật tử xuất gia và tại gia từ xưa đến nay. 5. Trình bày về lối tu chuyên môn riêng biệt của các tôn phái Phật giáo, 10 tôn phái. Các lối tu này nhằm mục đích đi sâu vào đạo, nên các tu sĩ xuất gia cần biết rõ. 6. Trình bày cách tu rộng lớn của Đại Thừa Bồ Tát trong mọi ý nghĩa, lời nói, cử chỉ và hành động. 7. Cuối cùng, giải rõ về lối tu của năm thừa, phân biệt so sánh lối tu của Đại Thừa và Tiểu Thừa để quy về Nhất Thừa. Chúng tôi trông mong sau khi đọc xong loạt bài này, quý vị sẽ có một ý niệm rõ ràng về ý nghĩa của sự tu hành, một quan niệm tổng quát chính xác về các lối tu, và sẽ lựa chọn một đường lối tu hành thích hợp với hoàn cảnh, khả năng, hoài bão của mình, và sẽ vui vẻ tự bảo: từ đây về sau, chắc chắn không còn sợ lạc đường nữa, vì ta đã có trong tay một bản đồ chỉ rành rẽ đường tu về cõi Phật. Sa môn Thích Thiện Hoa.
Thịnh Hoa. Phần mở đầu. Hiểu đúng về chữ tu. Chữ tu có lẽ là một chữ đã có từ lâu lắm trong ngôn ngữ của người Trung Hoa và Việt Nam. Thế mà cho đến ngày nay, còn không biết bao nhiêu người, cả trong và ngoài giới Phật tử, còn quan niệm chữ tu một cách sai lầm, chật hẹp, mập mờ. Ít ai hiểu được một cách đúng đắn, toàn diện chữ tu. Người đứng ở khía cạnh này của chữ tu công kích người đứng ở khía cạnh kia. Người cho mình tu như thế này là đúng, kẻ khác lại bảo như thế là sai. Người này chấp chặt quan niệm thế này là phải, kẻ nọ chấp chặt quan niệm trái ngược lại. Cuối cùng không ai biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. Những quan niệm sai lầm hay chật hẹp của người đời về chữ tu không thể kể xiết được. Dưới đây, chúng tôi chỉ xin nêu lên một số quan niệm sai lầm hay chật hẹp nhất, cần đã phá mà thôi. Đại loại, chúng ta thường nghe phát biểu những ý kiến sau đây. 1. Trong thời khoa học, văn minh và vật chất này mà tu cái gì? Người nói như thế là có ý nghĩa rằng chỉ trong thời đại dã man, lạc hậu người ta mới tu. Chứ không ngờ rằng càng văn minh, người ta càng tu, và càng tu, người ta càng tiến bộ. Cũng có thể những người phát biểu ý kiến như trên nghĩ lầm rằng thời đại này là thời đại chỉ để dành cho vật chất, là thời đại độc quyền của vật chất, chứ tinh thần không có chỗ đứng nữa. Nhưng xét cho đúng thì không có thời đại nào có thể gọi là văn minh mà không chú trọng đến tinh thần. Vật chất càng phát triển mạnh thì tinh thần càng phải được đề cao để giữ cán cân thăng bằng cho xã hội nhân loại. Nếu không thì sự sụp đổ không thể tránh được. 2. Già mới tu. Chứ trẻ mà tu cái gì? Những người thốt ra câu nói này đã hiểu lầm chữ tu. Họ xem nhà chùa như một nhà dưỡng lão, dành riêng cho ông già, bà cả, không còn đủ sức để vật lộn với đời. Nhựa sống sắp héo khô, hay mùi đời đã nếm trải, chán trường rồi, không còn thấy có sinh thú nữa. Họ cho rằng tu hành là một cách an hưởng tuổi già trong khi chờ chết. Chứ người trẻ trung ai lại đi tu, còn hàng thanh niên thì phải tranh đấu với đời để tận hưởng những lạc thú, chứ sao lại lo chuyện tu hành. Họ không ngờ rằng người già hay trẻ gì cũng phải tu, và sự trẻ trung hăng hái cũng cần cho sự tu hành như cho bao nhiêu việc khác ở đời. Vả lại, chắc gì chúng ta còn có một tuổi già để tu hành, hay tử thần đã tàn nhẫn đến gõ cửa ngay khi chúng ta còn ở tuổi hoa niên. 3. Những người tật nguyền, bệnh hoạn, côi cút mới tu, chứ còn khỏe khoắn, lành mạnh, làm ăn được mà tu cái gì? Nói như thế là quan niệm rằng nhà chùa cũng giống như một bệnh viện, một dưỡng đường, một nhà thương điên
hay một nhà tế bần để cho những kẻ bị đời sa thải vào chùa để nương nhờ tấm thân. Họ không ngờ rằng tu cũng rất cần cho những người khỏe mạnh, có năng lực, có tài ba lỗi lạc, chứ không riêng cho hạng người tật nguyền, yếu đuối, côi cút. 4. Tu là phải xuất gia như chư tăng, ni, chứ ở tại gia, vợ còn, con đủ, mà tu cái gì? Những người nói như thế là vì đã quan niệm một cách sai lầm rằng tu là nhiệm vụ của người thoát trần, lìa tục, dành riêng cho những hạng tăng, ni, là những người chán đời, yếm thế. Họ không hiểu rằng tu không phải chỉ có một hình thức là bỏ nhà đi ở chùa, mà chính ở đâu tu cũng được. Và cũng không phải chỉ dành riêng cho hạng tăng ni, mà tất cả mọi người đều cần phải tu. 5. Tu là phải ở núi, ở am, ở cốc, chứ ở chùa cao, Phật lớn, ngay giữa thành thị, đâu có phải là chân tu. Người nói như thế vì tưởng rằng tu là phải xa lánh đời, trốn đời, không còn liên lạc gì với xã hội nữa. Tu như thế là đứng về phương diện tiêu cực, chỉ lo riêng phần mình, chứ còn tu một cách tích cực thì phải nhập thế, độ sanh, hoằng truyền chánh pháp. 6. Tu là phải ép xác, ăn chay, nằm đất, ăn ngọ, ngủ ngồi, mới là chân tu. Nói như thế là hiểu chữ tu một cách phiến diện, hình thức, lấy những hình tướng không quan trọng hay sai lạc mà cho là chính yếu. Phật đâu có dạy tu là phải ép xác. Chính Ngài là người đầu tiên bài xích lối tu này nhất. Ăn chay như phái Đại Thừa là một hình thức tu đã đành, nhưng không ăn chay như phái Tiểu Thừa đâu phải là không tu. Ăn ngọ thì tốt, nhưng không ngọ không phải là không tu được. Còn ngồi để tham thiền, niệm Phật thì mới quý. Chứ ngồi mà ngủ, thà là nằm ngủ, còn khỏe hơn. Luật của Phật đâu có cấm nằm và bắt ngủ ngồi. Nếu ngủ ngồi mà thành Phật được, thì hóa ra những kẻ ngủ gật đều thành Phật cả hay sao? Có người nói, những người tuyệt cốc chỉ ăn hoa, quả, khoai, chuối mới là chân tu. Nếu cho người chỉ ăn hoa, quả là chân tu, thì những người ăn cơm là không chân tu sao? Thế thì Đức Phật khi còn tại thế, mỗi ngày đều mang bình bát đi khất thực, làm sao thành Phật được? Và tất cả các đệ tử của Ngài, từ tổ Ca Diếp trở xuống, có vị nào cử cơm đâu? Vả lại, xét cho cùng, ăn cơm hay ăn hoa quả gì cũng giống nhau cả. Vì lúa cũng là một giống quả, cũng là loài thảo mộc. Cử một thứ quả này mà ăn một thứ quả khác thì cũng chẳng khác gì nhau. Những người làm như hình thức trên chẳng qua vì thiếu hiểu biết, không biết nên tu như thế nào. Vả lại, có tánh lập dị, muốn cho những kẻ hiếu kỳ chú ý nên mới làm như vậy. 8. Có người nói tu như ông đạo ớt, đạo xả mới thật là chân tu, vì chỉ đồ ớt, ăn muối tiêu, muối xả, chứ tu gì còn ăn đồ ngon bổ. Những người nói như thế cũng như những người tu hành như thế, rõ ràng là không hiểu gì về chữ tu hết. Nếu ăn ớt
chẳng hạn là chân tu, thì những con chim sáo, chim nhồng chắc đã thành Phật cả rồi. 9. Có người nói tu sao còn đau, còn uống thuốc. Nói như thế là hiểu lầm đạo Phật với đạo tiên. Người tu theo đạo tiên thường phô trương rằng họ có phép thuật trường sinh, dùng sức nội công luyện thần khí làm cho thân không già, không bệnh. Những điều ấy chúng ta nghe cho biết vậy, chứ chưa có thể chứng thực được. Nhưng theo giáo lý đạo Phật thì thân này là giả tạm, vô thường, chỉ tạm dùng trong một thời gian để tu hành. Cũng như chiếc thuyền tạm dùng để đưa người qua sông, rốt cuộc rồi cũng phải hư hoại. Mọi sinh vật trên đời đều phải tuân theo luật vô thường, sanh, già, bệnh, chết. Chính xác thân của Đức Phật cũng không vượt ra ngoài bốn trạng thái ấy, huống chi là những người thường như chúng ta. 10. Những người đi khất thực, đầu không đội nón, che dù, chân không đi giày dép, không ngồi ghế, chẳng nằm ván, mới thực là chân tu. Về việc tu hành, Phật chế có đến 84.000 pháp môn, mà khất thực chỉ là một trong các hạnh. Nếu chỉ cho hành khất là chân tu, thì còn vô số pháp môn khác không phải là chân tu hay sao? Còn che dù, đội nón, mang giày, guốc, ngồi ghế, nằm ván, Phật đâu có ngăn cấm. Trong 10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 58 giới Bồ Tát, không có một giới nào Phật cấm che dù, đội nón, mang guốc, ngồi ghế và nằm ván cả. Chỉ trừ khi vào Phật điện hay nghe pháp. 11. Ngoài ra, có một số người hẹp hòi, chấp chặt pháp môn của mình là tu đúng, còn bao nhiêu pháp môn của người khác là sai. Người tu pháp môn tịnh độ cho chỉ có mình là theo đúng chánh pháp, và tu như thế mới thành Phật được. Ngoài ra, cho những người tu theo bao nhiêu pháp môn khác hay làm các Phật sự khác đều cho là lạc đường, là không phải tu. Người trì giới cho rằng trì giới mới là tu, còn các pháp môn khác đều không có hiệu quả. Người tu thiền cho rằng chỉ có tu thiền mới chứng được Phật quả, còn bao nhiêu pháp môn khác đều vô bổ, chẳng đưa đến đâu cả. Người tu theo hạnh Bồ Tát, làm việc lợi tha, từ thiện xã hội, vân vân, cho như thế mới là tu, và bài xích các lối tu khác. Các quan niệm, thái độ trên đều là hiểu phiến diện hẹp hòi, vì chưa biết rốt ráo toàn diện chữ tu. Tình trạng này trong Nhiếp Đại Thừa Luận có thí dụ như người mù giờ voi, giờ được phần nào thì cho phần ấy là voi. Nếu tu chỉ có một pháp môn như họ chắc, thì Phật nói tam trạng kinh điển, ngũ thừa Phật giáo và 84.000 pháp môn để làm gì? 12. Cuối cùng, có người cho rằng tu sẽ làm cho con người nhu nhược, dễ bị người lấn áp, bóc lột. Nếu tất cả dân chúng trong nước đều tu thì nước sẽ mất. Nói như thế là quan niệm rằng người tu hành chẳng khác gì một cục đất, mặc cho ai muốn lăn đi đâu thì lăn, bóp méo vo tròn như thế nào cũng được. Thật ra tu đâu có phải là khiếp nhược, đầu hàng, yếu đuối, mà trái lại là hùng lực, là dũng mãnh, là tinh tấn,
không sợ đau, không sợ chết, không sợ hy sinh. Đức Phật Thích Ca đã dám ruồng bỏ tất cả để theo chí nguyện mình, xuất gia tìm đạo, trải bao gian khổ, vượt bao trở ngại, đâu có nhu nhược, có ai bị lấn át được đâu. Đời lý, đời trần, toàn dân đều theo Phật giáo, có phải là những thời đại yếu hèn đâu. Nước Nhật Bản ngày nay, phần lớn dân chúng là Phật tử, lại là một trong những nước cường nhất trên thế giới. Tóm lại, tất cả các quan niệm sai lầm hay chật hẹp nói trên đều do ở chỗ chưa rõ một cách đầy đủ, chính xác, toàn diện về chữ tu. Để quý độc giả có một ý niệm đúng đắn, toàn diện, rõ ràng về vấn đề này, chúng tôi xin lần lượt trình bày ở những chương sau tất cả những ngành ngọn, từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu, từ thấp đến cao, trong đường lối tu hành mà chúng tôi đặt dưới một đầu đề chung là bản đồ tu Phật. Với bản đồ này, quý vị sẽ nhìn thấy một cách tổng quát, toàn diện những đường lối tu hành đi đến cõi Phật. Và nếu muốn, quý vị sẽ lựa chọn lấy một lối đi thích hợp với mình. Nên loạt bài này có tên thứ hai là chọn đường tu. Hay nếu quý vị đã dấn bước trên một đường lối nào rồi, thì với bản đồ chỉ dẫn này, quý vị có thể định hướng được vị trí mình đang đi. Và còn bao xa nữa thì đến đỉnh. Cuối cùng, cũng với bản đồ này, quý vị có thể biết rõ ai là kẻ lạc lối, ai là kẻ đồng hành với mình, và ai là kẻ mặc dù không cùng đi một đường nhưng cuối cùng cũng sẽ đến đích như mình. Vì đường lối tu hành đến quả Phật không phải chỉ có một mà rất nhiều, chỉ khác nhau ở sự rộng hẹp, gần xa, cao thấp, mau chậm, dễ khó mà thôi. Phần chính, chương 1, giải thích nghĩa chữ tu. Tu là một từ có nguồn gốc từ chữ Hán, dịch nghĩa thông thường là sửa. Tu có 3 phương diện: tu tâm, tu thân và tu bổ. Nghĩa là sửa tâm cho tốt, sửa thân cho đẹp và sửa nhà cửa, ruộng vườn, vân vân cho được thạnh lợi. Nghĩa chữ tu rất rộng, có thể áp dụng cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần, cá nhân lẫn đoàn thể, thông thường lẫn chuyên môn. Đã gọi là sửa thì bất luận những cái gì xấu xa hư dở đều phải sửa. Mà ở đời có cái gì là hoàn toàn không hư, không dở? Nhất là đối với bản thân, mỗi chúng ta có biết bao nhiêu điều xấu xa hèn dở cần phải sửa. Sửa cái dở thành hay, như bỏ cờ bạc, rượu trà, đàn điếm, phóng túng, trở lại lo việc gia đình, xã hội là tu. Sửa cái xấu trở lại tốt, như bỏ sát nhân, hại Phật, trộm cướp, xéo sát, cưng non, cưng thiếu, lấy thừa, dâm loạn, nói dối, nói lời hung dữ, hỗn ẩu, nói cọc cằn, thô tục, nói thêm, bớt, đâm thọc, thèo lẻo, du nịnh, trở lại nhân từ, lễ nghĩa, ngay thẳng, chân thật, bố thí, giúp người là tu. Sửa tà theo chánh, như bỏ mê tín, dị đoan, sinh xăm,
bói quẻ, đốt giấy tiền vàng mã, lên đồng, xuống bóng, trở về chánh đạo là tu. Sửu quấy, trở lại phải, như bỏ ngỗ nghịch với bề trên, bất hiếu với cha mẹ, dâm nộ, hung ác, vân vân, trở lại thuận hòa, hiếu đạo, vân vân là tu. Sửa vận thành trơn, như bỏ tánh xảo quyệt, dối trá, lường gạt, trở lại chân thật, trung chính là tu. Sửa vọng thức thành bốn trí, như nhận thấy được vì tám món vọng thức mà chúng sanh phải trầm luân mê muội và chư Phật được tự tại giải thoát, là do chuyển tám thức ấy thành bốn trí. Nay chúng ta cũng noi theo Phật chuyển vọng thức thành trí tuệ. Sửa thức thứ tám trở lại đại viên cảnh trí. Sửa thức thứ bảy trở lại bình đẳng tánh trí. Sửa thức thứ sáu trở lại diệu quan sát trí. Sửa năm thức trước trở lại thành sở tác trí. Như thế là tu. Sửa phiền não thành bồ đề, như bỏ tham lam, sân hận, si mê, tật đố, thất tình, lục dục, trở lại thành bồ đề thanh tịnh là tu. Sửa sanh tử trở lại niết bàn, như ngược dòng sông mê sanh tử, luân hồi về nguồn niết bàn tịch mịch là tu. Sửa triền phược trở lại thành giải thoát tự tại, như bỏ thê thằng tử phược, cảnh hồng trần lệ lụy, bước lên đường giải thoát tự tại, như thái tử Tức Đạt Đa là tu. Sửa phàm thành thánh, như bỏ tư tưởng, hành vi và tánh tình ô nhiễm của phàm phu, trở lại trong sạch như thánh hiền là tu. Sửa chúng sanh thành Phật, như chuyển cái tánh vô thường, chấp ngã, bất tịnh, phiền não, thành ra bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh là tu. Tóm lại, tu là sửa cái hư vọng dối trá, trở lại chân, sửa những cái xấu xa, tồi tệ, mục nát, trở lại mỹ, sửa cái tội ác, tàn bạo, trở thành thiện. Tu không có cầu kỳ, và rất thực tế như vậy, thì ở thời đại nào, xứ sở nào, hạng người nào lại chẳng nên tu. Chương 2. Con đường tu thông thường của quảng đại quần chúng. Người đời dù sống trong hoàn cảnh nào, ai cũng ước ao đạt được chân, thiện, mỹ. Do lòng ước ao đó mà chữ tu đối với mọi người rất cần thiết. Chưa nói đến những người đi theo một tôn giáo này hay một tôn giáo khác mới gọi là tu. Những người thường không theo tôn giáo nào cũng có cách tu của họ. Trong phạm vi cá nhân, đối với họ, tu cả ba phương diện: đức, trí và thể. Đức, họ chú trọng sửa chữa những tật xấu của tâm tánh như tham lam, sân hận, khinh mạn, cống cao, nghi ngờ, dối trá, nịnh bợ, bỏng sẻn, khó khăn, lười biếng, buông lung, nhỏ mọn, tiểu nhân, vân vân. Họ cố bài trừ những tánh xấu ấy và thay thế vào những đức tánh cao đẹp như từ bi, hỷ xả, nhu hòa, nhẫn nhục, tin tưởng, ngay thật, vị tha, cần mẫn, hăng hái, quảng đại, quân tử, vân vân. Họ cố kìm hãm
ngăn chặn những hành vi, tội lỗi như sát nhân, hại vật, trộm cướp, tà dâm và thay thế vào bằng những hành vi đẹp đẽ như cứu người, động vật, bố thí, trung trinh. Như thế là tu về đức. Trí. Về phương diện trí dục, họ cố gắng trau dồi trí tuệ, mở mang kiến thức, phá tan thành kiến hẹp hòi, thêm nhiều sáng kiến để có thể phán đoán các việc hay dở, lợi hại, vân vân, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, cùng bí. Như thế là tu về trí. Thể. Về phương diện thân thể, họ cố gắng luyện tập cho thân thể được khỏe mạnh, nở nang, dẻo dai để có thể chịu đựng bền bỉ trước những sự tấn công của bệnh tật, lao nhọc những cuộc vật lộn với đời để mưu sống. Như thế là tu về thể. Không những mỗi người chỉ cần lo tu dưỡng thân tâm mà còn phải tu bổ những vật sở hữu của mình nữa. Họ sửa sang nhà cửa hư dột, may vá lại quần áo rách nát, tu bổ vung xới lại ruộng vườn hoang phế, tu bổ lại đường xá, cầu cống hư sập, vân vân. Như thế đều gọi là tu cả. Tóm lại, mỗi cá nhân, bất luận lớn bé, già trẻ, trai gái, giàu nghèo, sang hèn, đều phải lấy việc tu luyện thân tâm, tu tâm, tu thân, sửa sang, tu bổ những vật sở hữu làm trọng. Nếu xem thường vấn đề này, thì cuộc đời của những kẻ ấy chẳng bao lâu sẽ trở thành mục nát, xấu xa và sẽ bị đào thải một cách mau lẹ ra khỏi cuộc sống. 2. Trong phạm vi đoàn thể, nếu muốn tồn tại và tiến triển, vấn đề tu luyện cũng phải được xem là vấn đề chánh yếu. Một gia đình có tu thì được hòa thuận, yên vui, hạnh phúc. Trái lại, một gia đình thiếu tu thì cha mẹ thường xung đột, con cái bất hòa, anh em ly cách, chồng vợ chia lìa, nghĩa là gia đình trở thành địa ngục trần gian. Một xã hội có tu thì dân chúng được an cư lạc nghiệp, nhà không cần đóng cửa, củi rớt ngoài đường không mất, phong tục được thuần lương, nước nhà được thịnh trị. Trái lại, một xã hội không tu thì trộm cướp hoành hành, mạnh hiếp yếu, khôn lớn dại, giàu bóc lột nghèo, nước nhà loạn lạc. Một thế giới có tu thì hòa bình được thực hiện, thế giới được đại đồng, trần gian sẽ trở thành cực lạc. Trái lại, thế giới không tu thì giặc giã hoành hành, thế giới bất bình đẳng và trần gian trở thành địa ngục. Vấn đề tu quan trọng như thế, cho nên không thể không tu mặc dù mình không theo tôn giáo nào cả. Đã sống là phải tu, hoặc tu cách này hay tu cách khác. Không tu không thể sống được. Không tu là xem cuộc sống như đồ bỏ, và cuộc sống trở thành đồ bỏ thật, vì có ai săn sóc tới nữa đâu. Để tóm tắt đoạn này, chúng ta hãy nhớ lại câu nói của Thánh Nhơn sau đây: tâm có tu, thân mới tốt. Thân có tu, gia đình mới được chỉnh đốn. Gia đình có tu, quốc gia mới thạnh trị. Quốc gia có tu thì thế giới mới hòa bình an lạc. Tâm chánh, nhi hậu thân tu. Thân tu, nhi hậu gia tề. Gia tề, nhi hậu quốc trị. Quốc trị, nhi hậu thiên hạ bình. Vậy muốn thế giới hòa bình, an lạc thì bắt đầu từ mỗi cá nhân. Chúng ta phải cần nghĩ và thực hành ngay việc tu dưỡng thân tâm. Xem qua đoạn này, quý vị hãy nhận xét kỹ về lối tu này có thực tế và cần thiết cho chúng ta không. Chương 3. Con đường tu thông thường của Phật tử, hay là tu về phước hữu lậu và vô lậu. Đoạn trước đã nói đến sự cần thiết của sự tu đối với người thế gian.
đến đây xin nói đến sự tu của người Phật tử. Pháp môn của Phật nhiều không kể xiết, thì sự tu hành của người Phật tử cũng nhiều không kể xiết. Chúng tôi sẽ tuần tự nói đến các lối tu từ thấp đến cao của người Phật tử. Trong bài này, xin nói trước đến con đường tu thông thường mà bất luận ở tầng bậc nào khi đã tự xưng là Phật tử đều không thể bỏ qua được. Con đường tu này là một con đường tu phổ thông cho cả Phật tử tại gia lẫn xuất gia, tiểu thừa lẫn đại thừa, sơ cơ lẫn thuần thục. Nó gồm có các sự tướng chính yếu sau đây: quy y, thọ giới, thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, làm chùa, tạo tượng, đúc chuông, bắt cầu, làm đường, bố thí, vân vân. Làm các việc này đều gọi là tu cả. Vẫn biết đã là Phật tử thì phải thực hành các điều nói trên, nhưng không phải người nào cũng thực hành với một tâm lý, một ý nghĩa hay một mục đích giống nhau, mà trái lại với nhiều tầng bậc cao thấp rộng hẹp khác nhau. Và do đó lợi ích của sự tu hành cũng chia làm hai loại: phước hữu lậu và vô lậu khác nhau. Dưới đây chúng tôi sẽ tùy theo trình độ hiểu biết và tâm lý của hành giả mà chia ra làm hai hạng Phật tử khác nhau trong khi thực hành lối tu thông thường này. 1. Quy y là một phương pháp tu bỏ mê theo ngộ hay bỏ tà về chánh. Con người quy y với tâm lý là ký bán cho thánh thần để tánh mạng được phò hộ bảo đảm, hay để cầu được mạnh khỏe ăn chơi. Có người quy y vì sự truyền thống của ông bà đã mấy đời theo đạo Phật, hoặc vì sự quyến rũ của bạn bè, hay vì sợ mất cảm tình với một người thân. Có người quy y vì tuân theo một phong trào hoặc một thị hiếu nhất thời, hay vì thời cuộc hoàn cảnh bắt buộc, thấy chung quanh mình ai cũng quy y, thì mình cũng quy y cho luôn. Những người quy y như trên vì do một tâm lý tầm thường nên chỉ được hưởng phước báu ở cõi nhân thiên thuộc về phước hữu lậu thế gian, chỉ hưởng có hạn định trong một thời gian mà thôi. Hạng người thứ hai này vì hiểu đạo lý, phát tâm mộ đạo, cầu giải thoát mà quy y. Họ không cần mạnh giỏi, không vì tập tục của gia đình, không vì cảm tình, không vì để làm vui lòng cho người thân, không vì thời thế, hoàn cảnh, không vì thị hiếu mà quy y. Họ chỉ có mục đích là trở về với Phật tánh sáng suốt, với pháp tánh từ bi, bình đẳng, với tự tánh tăng thanh tịnh, hòa hiệp của mình. Hạng người quy y này vì tâm trong sạch, với mục đích cao thượng, nên hưởng phước vô lậu suốt thế gian, không có cùng tận. 2. Thọ giới là một phương pháp tu ngăn ngừa các tội lỗi. Có người thọ giới vì bắt buộc, không thể tránh được. Có người thọ giới vì tự ái hay kiêu hãnh, tự bảo những người kia thọ giới được thì ta lại thua họ. Không thọ giới được hay sao? Có người thọ giới với tâm lý vì danh lợi, vì địa vị, thọ mà không giữ giới. Thọ giới trong những trường hợp hay với những tâm nhiễm ô như trên thì phải là thọ giới một cách đúng đắn. Nếu vì hoàn cảnh bắt buộc mà thọ giới thì sự thọ giới ấy chỉ gây thêm khổ sở cho người thọ giới mà thôi. Nếu vì tự ái, ngã mạn hay khinh thường mà thọ giới thì sự giữ giới khó mà có thể lâu bền được. Vì những lý do đó mà hạng người thọ giới nói trên
chỉ hưởng được phước nhỏ nhoi, hạng cột phước hữu lậu thế gian mà thôi. Hạng người sau này vì mục đích tránh tội lỗi, cầu giải thoát mà thọ giới. Với hạng người này, sự giữ giới là một bổn phận, là một sự cần thiết. Họ hiểu rằng người có giữ giới thì mới tránh được tội lỗi, khỏi bị pháp luật trừng phạt trong hiện tại, khỏi bị quả báo sâu xa trong tương lai. Giới chẳng qua là những điều răn dạy, ngăn ngừa các tội lỗi, là những kỷ luật mà một cá nhân hay một đoàn thể, nếu muốn yên ổn, tiến bộ, đều phải tuân theo. Cá nhân có giữ giới thì cá nhân được tự tại, giải thoát. Gia đình có giữ giới thì gia đình mới có hạnh phúc. Quốc dân có giữ giới thì quốc dân mới thịnh trị. Nhân loại có giữ giới thì thế giới mới hòa bình, an lạc. Người Phật tử thọ giới và giữ giới với tâm niệm trong sạch, chân chánh và cao thượng như thế, thì sẽ hưởng được phước vô lậu, xuất thế gian không có cùng tận. 3. Thờ Phật là một phương pháp tu. Phật giả ngự trị tại nhà để nhớ Phật thiệt, thường ngự trị tại tâm. Phật tử ra vào trông thấy để tập theo đức tánh của Phật. Có người thờ Phật với tâm lý như thờ một vị thần linh để cầu ban ơn, giáng phước. Thấy nhà kia thờ ông hộ mạng, nhà nọ thờ bà mẹ sanh, để cầu cho gia đình được mạnh giỏi bình an. Lại thấy nhà khác thờ ông thổ thần, để giữ gìn đức đai, phòng hộ cho được mua may bán đắt. Thì mình cũng thờ Phật để cầu Phật gia hộ cho mua may bán đắt, đức đai được yên ổn, con cái được ăn chơi. Hoặc có người vì thời cuộc, vì hoàn cảnh bắt buộc, hoặc vì tự ái, thấy nhà bên cạnh thờ Phật thì mình lại thua hay sao? Thế là họ thỉnh Phật về thờ, nhưng chỉ được vài tháng đầu, rồi về sau không ngó ngàng gì đến nữa. Thờ Phật với tâm lý và mục đích tầm thường như thế thì được hưởng phước báu cũng tầm thường mà thôi. Nghĩa là chỉ được hưởng phước báu hữu lậu của người như mạnh giỏi, yên ổn tạm thời, chứ không được phước vĩnh viễn. Có hạng người thờ Phật vì cảm phục đức cao dày, quý trọng trí tuệ sáng chói, muôn đời của đấng giác ngộ mà thờ, chứ không phải vì mục đích danh lợi. Họ hiểu rằng thờ Phật là thờ chân lý cao siêu, thờ cái gương cao quý sáng chói của đức tính tốt đẹp như từ bi, bình đẳng, trí tuệ, thanh tịnh, tinh tấn, để hằng ngày cố gắng tập luyện noi theo cho được như thế. Người thờ Phật với quan niệm trong sạch đúng đắn, với mục đích cao thượng như thế, sẽ được phước báo thanh tịnh vô lậu, không bao giờ hết. 4. Lạy Phật là một phương pháp tu, diệt trừ ngã mạn, cống cao và tỏ lòng tri ân đức Phật. Có người lạy Phật với tâm lý cầu cạnh, van xin Phật ban ơn giáng phước cho gia đình được bình an, khỏe mạnh, buôn may bán đắt, một vốn, 40 lời. Có người lạy Phật để cầu mong Phật xe tơ kết tóc cho mình. Có người lạy Phật để cầu mong Phật gia hộ cho mau thăng quan, tiến chức. Lạy Phật với những tâm niệm nhiễm ô như thế, nếu có được toại nguyện, thì sự toại nguyện ấy cũng chỉ là hưởng nhất thời mà thôi, chứ không có thể được hưởng phước rộng rãi, lâu dài. Người lạy Phật với tâm niệm trong sạch, chân chánh, thì xem như đó là một phương pháp của mình. Biết phục thiện, nép mình dưới đức độ cao dày của đấng giác ngộ, chứ không ngã mạn, cống cao. Lạy Phật còn là để tỏ lòng tri ân sâu xa của mình đối với đấng cha lành, để cứu độ biết bao sinh linh ra khỏi trầm luân khổ hải. Người đã hiểu biết ý nghĩa của lạy Phật thì không bao giờ bạ đâu lạy đó, không lạy bình vôi, ông táo, không lạy ma quỷ, không lạy những kẻ cường bạo, vô luân. Người lạy Phật với tâm niệm thanh tịnh, cao cả, vì mục đích sửa mình,
chứ không phụ lợi thiển cận. Không vì phiền não ô nhiễm thúc đẩy như trên, sẽ được hưởng phước báu xuất thế gian vô lậu. 5. Cúng Phật là một phương pháp tu phước. Có người cúng Phật như đi lễ một ông quan cầu lợi, với tâm lý lo lót, hối lộ hay chuộc tội, và tưởng rằng lễ Phật mình càng to bao nhiêu thì Phật lại càng vui lòng bấy nhiêu. Có người cúng Phật với tâm lý khoe khoang, có người cúng Phật với tâm lý khoe khoang, cầu danh để mọi người chung quanh đều biết mình giàu có, rộng rãi, chứ không có một chút thành tâm nào cả. Câu chuyện đứa bé đem đất sét cúng Phật mà được Phật độ cũng đủ chứng tỏ sự cúng bái chú trọng ở lòng thành, chứ không phải ở vật thực. Người cúng Phật với tâm niệm nhiễm ô nói trên, tất nhiên chỉ được hưởng phước báu giàu sang, thuộc về hữu lậu ở trần gian mà thôi, chứ không được phước thanh tịnh vô lậu. Người cúng Phật với tâm niệm trong sạch chân chánh, không mục đích lo lót cầu đạo vì lợi, cũng không cần ai biết đến lễ Phật của mình vì danh. Họ cúng Phật cốt để tỏ lòng thành kính tri ân. Câu chuyện một bà lão chỉ cúng Phật một đĩa dầu nhỏ mọn mà thắp suốt đêm không hết, hay người ăn xin cúng gói muối, bà hoàng hậu cúng ba xe vàng, vân vân, cũng đủ chứng tỏ rằng với lòng thành kính thì vật hèn hạ nào cũng trở thành quý báu cả. Người cúng Phật với tâm lòng trong sạch thành kính như thế sẽ được phước báu xuất thế gian vô lậu thanh tịnh. 6. Ăn chay là một phương pháp tu, trừ tâm sát hại, nuôi lớn lòng từ bi. Có người ăn chay để đổi bữa cho ngon miệng, có người ăn chay để cho được mạnh khỏe hay vì bệnh, thầy thuốc cấm ăn mặn. Có người ăn chay để cầu tài, cầu lợi, cầu danh vọng, địa vị hoặc trả lời nguyện, vân vân. Có người ăn chay vì tự ái, không muốn thua xúc người khác đang ăn chay, vân vân. Sự ăn chay vì những lý do trên tuy vẫn có lợi ích, nhưng chưa phải là ăn chay với quan niệm chính đáng, cao thượng, nên chỉ được phước báu hữu lậu ở cõi trần thế gian này mà thôi. Có người ăn chay vì lòng từ bi, không muốn sát hại sinh vật, không muốn sinh vật phải đau khổ vì miếng ăn của mình. Sự ăn chay vì lý do này rất lợi ích cho sự tu hành, vì nó làm tăng trưởng lòng nhân từ, làm hiện rõ đức tánh bình đẳng giữa muôn loài và phù hợp với bản tâm thanh tịnh. Chỉ có lối ăn chay này mới có ý nghĩa và bền lâu. Chứ nếu vì sức khỏe, vì trả lời nguyện hay vì khoe khoang tự ái mà ăn chay thì khó có thể giữ được lâu bền. Một khi sức khỏe đã bình phục, lời nguyện đã trả xong, hay tánh khoe khoang tự ái được thỏa mãn. 7. Niệm Phật là một phương pháp tu, trừ tâm tán loạn trở lại được thanh tịnh. Có người niệm Phật với tâm lý ích kỷ tiêu cực, hẹp hòi, chỉ cầu cho được lợi ích riêng mình, vì thế phước báu cũng ít ỏi, nhỏ nhoi, hữu hạn, thuộc về hữu lậu. Người niệm Phật đúng cách bao giờ cũng hiểu rằng niệm Phật như thế là để ghi nhớ những đức tướng của Phật, chư Bồ Tát, là để xóa lấp dần những ý nghĩa, nhớ tưởng thấp thỏi, xấu xa của chúng sinh, và thay thế vào đó những tư tưởng, đức tánh cao đẹp của chư Phật. Người hiểu cao hơn một bậc nữa thì niệm Phật chính là để nhắc nhở cho mình nhớ lại tánh Phật, khả năng thành Phật, sáng suốt ngự trị sẵn trong mỗi chúng ta, như một viên ngọc quý và cần phải trau chuốt mà dỗ hàng ngày cho nó sáng chói ra. Người niệm Phật với quan niệm cao thượng, tốt đẹp như thế là hợp với bản tâm thanh tịnh của mình, nên được phước vô lậu thanh tịnh không bao giờ hết. 8. Tụng kinh là một phương pháp tu, tụng kinh là để cho ba nghiệp được thanh tịnh. Có người tụng kinh
để cầu phước, cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu danh. Có người tụng mà không để ý mình đang tụng gì, cứ nghêu ngao cho hết giờ, hết buổi, miệng đọc, tay quạt, mắt láo liên hết chỗ này qua chỗ khác, thiếu hẳn lòng thành kính. Tụng như thế chỉ được hưởng phước hữu lậu ở cõi trần gian này mà thôi. Người tụng kinh đúng đắn, trước tiên phải có lòng thành kính, chú tâm đến những câu kinh mình đang tụng. Họ tụng để nhớ đến những lời Phật dạy, và để người chung quanh cùng nghe lời Phật dạy. Cho nên họ cố gắng tụng một cách rõ ràng, nghiêm chỉnh, đúng đắn, không lầm lẫn. Họ tụng để cầu thanh tịnh ba nghiệp, thân, khẩu, ý, để thâu nhiếp vọng tâm, sinh định và phát tuệ. Người tụng kinh với tâm thanh tịnh như thế sẽ được phước vô lậu suốt thế gian, hưởng hoài không hết. 9. Trì chú là một phương pháp tu để tiêu nghiệp chướng và làm cho thân tâm được thanh tịnh. Có người xem trì chú như là một phép thuật thần bí, chỉ cốt để trừ tà, trừ bệnh, cầu tiêu tai giải ách. Với những quan niệm trì chú như trên, người tu hành sẽ được lợi lạc ở trần gian về phước hữu lậu. Người trì chú đúng đắn nhận thức rằng đây là một phương tiện tu để đoạn hoặc hỷ nhơn. Nhờ trì chú mà tâm được định, nhân định mà phát huệ. Nhờ huệ mới phá trừ hết vô minh phiền não. Người trì chú với quan niệm trong trắng như thế, xứng với bản thân thanh tịnh của mình, không lộn chút gì phiền não ô nhiễm, nên được phước vô lậu thanh tịnh, hưởng mãi không cùng. 10. Sám hối là một phương pháp tu, ăn năn các lỗi lầm đã qua và ngăn ngừa tội lỗi sắp đến. Có người sám hối với tâm niệm cầu xin tha thứ tội lỗi của mình với Phật, như với một quan tòa, và khi sám hối xong, họ có cảm tưởng được tha tội, vui vẻ trở về với nếp sống cũ, và rồi lại gây tạo tội lỗi nữa như trước. Có người sám hối để trả lễ, có người sám hối vì thói quen, theo lệ, chứ chẳng có thành tâm thiện chí hối cải gì hết. Sám hối như thế được phước hữu lậu, lợi ích rất ít cho việc tu hành của mình. Người sám hối đúng ý nghĩa, trước tiên phải rất thành tâm với mình. Họ trịnh trọng đến trước Phật để xin Phật chứng minh cho sự ăn năn hối cải của mình, cho lời thệ nguyện quyết tâm bỏ lỗi trước và không tái phạm về sau. Chứ họ không đến trước Phật với lòng mong ước được Phật ân xá và giảm tội. Vì Đức Phật không phải là một vị thần linh có nhiệm vụ cầm cân nảy mực cho những tội phước ở đời. Theo thuyết nhân quả thì không có người thưởng phạt, mà trong mỗi nguyên nhân đã ngầm chứa một mầm thưởng phạt. Nguyên nhân lành thì kết quả tốt, nguyên nhân dữ thì kết quả xấu. Sám hối là cốt để đừng quá thắc mắc, quá ưu tư với lỗi trước, làm loạn động sự yên tĩnh của lòng mình, và nhất là để đừng phạm lại lỗi ấy về sau nữa. Nói một cách giản dị thì sám hối cốt để diệt trừ tội lỗi và làm cho ba nghiệp được thanh tịnh. Sám hối với tâm niệm chân chánh như trên thì được phước vô lậu, hưởng mãi vô tận. Các lối tu thông thường trên đây, như đoạn đầu đã nói, không phải chỉ để dành riêng cho người Phật tử sơ cơ, mà cho tất cả mọi Phật tử. Chỉ khác là đối với hàng sơ cơ thì thời gian thực hành ít hơn người đã ở lâu năm trong đạo. Sự thực hành nhiều hay ít còn tùy theo hoàn cảnh, sức lực và lòng phát nguyện. Những điều quan trọng là cần phải hiểu rõ ý nghĩa của lối tu đó, rồi phát tâm bồ đề rộng lớn mà tu hành, thì kết quả mới rộng lớn và tốt đẹp. Muốn hiểu rõ ý nghĩa và phương pháp tu thông thường này, quý vị nên đọc Phật Học Phổ Thông khóa thứ nhất. Mỗi khi thực hành các lối tu đó, nếu chúng ta nhằm mục đích cao thượng, tâm niệm trong sạch, có những ý nghĩa rộng rãi, vị tha, từ bi, bình đẳng, thì mặc dù chúng ta thực hành ít mà phước báu vẫn nhiều và lâu dài, phước vô lậu,
Trái lại, nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa đúng đắn của các lối tu đó, hay nếu chúng ta đem một tâm lượng nhiễm ô hẹp hòi, vị kỷ, nhắm một mục đích thiển cận mà tu hành, thì lẽ dĩ nhiên chúng ta vẫn hưởng được phước báu, nhưng phước này không được lớn lao và lâu bền, phước hữu lậu. Chúng tôi xin tóm tắt ở đoạn này. Nếu chúng ta đem tâm niệm phiền não, nhiễm ô, tham, sân, si mà tu hay làm các việc thực phước thiện thì sẽ được phước báu hữu lậu, chỉ giàu sang phú quý ở trần gian. Trái lại, nếu chúng ta đem tâm niệm trong trắng, tốt đẹp, thanh tịnh, cao thượng, từ bi, trí huệ mà tu hoặc làm các điều phước thiện thì sẽ được phước báu vô lậu thanh tịnh, hưởng hoài không hết. Vậy, nếu quý vị là một độc giả đang đi tìm hiểu đạo Phật và muốn trở thành một Phật tử, thì chúng tôi mong quý vị hãy đọc lại kỹ ý nghĩa của các lối tu thông thường này, rồi phát tâm rộng lớn, cao thượng mà tu hành. Chúng tôi tin chắc rằng, nếu quý vị làm theo lời khuyên của chúng tôi, thì mặc dù quý vị là người mới bước chân lên đường đạo, nhưng quý vị sẽ tiến rất nhanh và gặt được quả tốt đẹp rất sớm. Nếu quý vị là một Phật tử đã thực hành lâu năm các lối tu hành đó, thì quý vị hãy đối chiếu xem xét lại trong các lối tu hành nói trên. Quý vị thuộc vào hạng người thứ nhất hay thứ hai, thì quý vị sẽ thấy mình được phước hữu lậu, giàu có sang trọng ở trần gian, hay phước vô lậu, thanh tịnh, thuộc về xuất thế gian. Nếu trong cả các lối tu đó, quý vị thuộc vào hạng người thứ hai, thì chúng tôi xin bái phục quý vị. Quý vị sẽ được giải thoát trong nay mai. Nếu không thì cũng chắc chắn vãng sanh tịnh độ. Nếu trong các lối tu đó, phân nửa quý vị thuộc về hạng người dưới, thì quý vị là một Phật tử trung bình. Nếu quý vị là một Phật tử nằm dưới mức trung bình quá, thì quý vị hãy mau mau cải đổi lại tâm niệm tu hành của mình. Nhưng xin đừng hoảng hốt, quý vị còn đủ thời gian để cải đổi. Đức Phật có dạy, biển khổ mênh mông, nhưng nếu chúng ta quay đầu lại thì bờ giác ngộ ở đấy rồi. Quý vị còn đủ thì giờ để làm cử chỉ quay đầu đó. Trước khi ngừng bút, tôi xin quý vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi trả lời câu hỏi sau đây. Con đường tu hành thứ hai trong bản đồ tu Phật này có xa thực tế không? Và đối với chúng ta có cần thiết không? Tóm lại, tu là sửa cái hư vọng, dối trá, trở lại chơn, sửa những cái xấu xa, tồi tệ, mục nát, trở lại mỹ, sửa cái tội ác, tàn bạo, trở thành thiện. Tu không có cầu kỳ và rất thực tế là vậy. Thì ở thời đại nào, xứ sở nào, hạng người nào lại chẳng tu? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.